Ai vậy? Làm gì không vô nấu cơm nấu nước đi ngồi chơi game hoài vậy? Còn mày là vợ tao mày biết làm hả? Mày kêu tao thích tao được. Ê, mày vợ tao hay má tao nghe. Vậy chứ mày nhậm mình sửa tao, mày là gì của tao? Mày thấy con tao hả? Lên. Lên. Anh ơi. Gì ạ? Tao em đi chạy hết rồi nè. Trời ơi, sao không chạy ạ? Hồi nãy em lột tôm hùm em ăn á, bị chạy tái trôn rồi. Thôi anh ở đây chơi game thích nè, em đi về. Ủa mình gì lâu lắm vậy đi nhé. Má về không nói nghe. Đi cho người ta tính tiền đó. Yên tâm. Yên tâm. Ủa hai ông đi đâu về vậy? Sao ông không ở nhà ông tiếp tôi? Có ngày ông đi hoài không tiếp tôi được gì hết trơn. Chuyện là gì nè, anh nói cho em nghe. Hồi nãy á, anh chào ngủ anh đi massage. Anh kêu anh á, thì về thì anh nói với em. Mà anh thì em biết rồi, anh với nó chơi thân là tính lắm. Anh dễ gì nói với em, anh đừng có hỏi nó vô ít thôi nha. Anh biết rồi, nó vui lại chở. Anh có thích chân rồi. Thầy, này đi ra khỏi nhà đi. Còn đi về luôn. Rồi đây vậy sao luôn, anh ngủ đi chơi nữa nha. Còn mày ra khỏi nhà tao. À, bảo không là chiến ơi chiến.